Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 19 tháng 6 năm 2019 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khánh thành nhà máy điện năng lượng mặt trời TTC. Sư đoàn bộ binh 5 quân khu 7 tọa đàm sĩ quan trẻ với quân đội Hoàng gia Campuchia. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh hội nghị thông tin thời sự. Giá nguyên liệu mì giảm sâu. Công an thành phố xử lý nhóm cổ vũ đua xe trái phép. Thưa quý vị, trong chương trình thời sự tối nay sẽ có phóng sự Tây Ninh quyết liệt ngăn ngừa dịch tả heo châu Phi do phóng viên Hữu Tri thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sau gần 10 tháng thi công, sáng nay, Tập đoàn Thành Thành Công TTC và Tập đoàn Năng lượng Quân Thái Lan đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện mặt trời TTC số 01 và TTC số 02 tại khu công nghiệp Thành Thành Công thuộc ấp An Hội, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Với tổng công suất 118,8 MWp trên diện tích gần 120 ha và tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng. Tham dự lễ khánh thành có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành tỉnh và huyện Trảng Bàng. Lãnh đạo Tập đoàn Thành Thành Công có ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Tập đoàn và các đối tác các đơn vị có liên quan. Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Huỳnh Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn Thành Thành Công cho rằng sự kiện này mang nhiều ý nghĩa khi đây là hai dự án năng lượng tái tạo có thời gian đóng điện thương mại sớm nhất miền Nam. Dự kiến cung cấp tổng sản lượng điện hơn 184 triệu kWh một năm, góp phần giảm sự phụ thuộc vào những dạng năng lượng hóa thạch và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao sự quyết tâm nỗ lực triển khai dự án của lãnh đạo Tập đoàn TTC, đảm bảo tiến độ, chất lượng và sự an toàn tuyệt đối. Điện hòa nhập vào cái điện lưới quốc gia thì sẽ góp phần rất lớn cho cái việc mà chúng ta bảo đảm an ninh năng lượng cho quốc gia, đồng thời là bảo đảm cho cái chủ động về cái nguồn năng lượng cho tỉnh Tây Ninh nói riêng trong cái quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Và đây cũng là một trong những cái nguồn năng lượng mà chúng ta cũng hết sức là khuyến khích và cũng hết sức là chào đón, vì nó rất thân thiện môi trường, xanh sạch thân thiện môi trường, và nó sẽ góp phần bảo đảm cái tính ổn định cho cái sự phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định Tây Ninh luôn chào đón, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp có trách nhiệm, làm thật và có hiệu quả thật đến đầu tư tại Tây Ninh. Việc khánh thành nhà máy điện mặt trời TTC số 01 và TTC số 02 của Tập đoàn TTC và Quân sẽ góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, mang lại nguồn điện phục vụ cho đời sống sản xuất, qua đó tăng cường an ninh cung ứng điện, tiếp tục đóng góp vào chiến dịch năng lượng xanh sạch đang được cộng đồng các quốc gia trên thế giới hưởng ứng mạnh mẽ. Thưa quý vị, sáng hôm qua ngày 18 tháng 6 tại Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7 đã tổ chức buổi tọa đàm sĩ quan trẻ giữa Sư đoàn Bộ binh 5 với Lữ đoàn Can thiệp số 1, Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia, nhân kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Dự tọa đàm có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Đại tướng Prum Phen, Phó Tư lệnh Lục quân, kiêm Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Can thiệp số 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại buổi tọa đàm, sĩ quan trẻ hai đơn vị đã cùng nhau trao đổi một số nội dung liên quan đến nhận thức của sĩ quan trẻ về mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia, sự đóng góp của quân tình nguyện Việt Nam trong thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên đất nước Campuchia, một số kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục hạ sĩ quan, binh sĩ, trách nhiệm của sĩ quan trẻ trong giữ gìn, phát huy mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị, cũng như đề xuất nội dung, hình thức giao lưu sĩ quan trẻ trong thời gian tới. Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Dầu tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Bí thư Huyện ủy Lê Thành Công chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Huyện ủy đã lãnh đạo chỉ đạo đạt một số kết quả.
tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành trên địa bàn huyện được duy trì, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng so với cùng kỳ. Thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đến cuối tháng 5 được hơn 63 tỷ đồng, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, đạt trên 40% so với dự toán tỉnh, so với cùng kỳ giảm 27%. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên và thông tin tuyên truyền định hướng trong nhân dân luôn được quan tâm chú trọng. Thực hiện tốt công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, đảm bảo đúng theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã kết nạp được 42 đảng viên mới, đạt 42% so với nghị quyết năm. Hoạt động của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng có nhiều chuyển biến, tập trung hướng về cơ sở, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng nay ngày 19 tháng 6, Hội Cựu chiến binh thành phố Tây Ninh đã tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố phát động phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu gắn với các phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ hội viên tích cực hưởng ứng để xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Theo đó, hội có 456 hội viên tham gia công tác ở cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương. Hàng năm, 100% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu, 100% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, Hội Cựu chiến binh thành phố có 8 tập thể và 48 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng bằng khen, cùng hàng trăm tập thể và cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Ủy ban Nhân dân phường xã tặng giấy khen. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Sáng nay 19 tháng 6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Hòa Thành tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam và sơ kết hoạt động hội 6 tháng đầu năm 2019. Phát huy truyền thống tốt đẹp, thời gian qua Hội Người cao tuổi huyện Hòa Thành luôn nêu gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước như phong trào Tuổi cao gương sáng gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Công tác phát triển hội viên luôn được Hội Người cao tuổi huyện quan tâm. 6 tháng đầu năm 2019, Hội Người cao tuổi kết nạp 400 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện gần 13.000 người. Trong thời gian tới, Hội Người cao tuổi huyện Hòa Thành chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí nhiều hơn cho người cao tuổi, xây dựng nhiều dạng câu lạc bộ để người cao tuổi có điều kiện rèn luyện sức khỏe, giao lưu, tạo niềm vui cho người cao tuổi tại địa phương. Cũng trong sáng nay ngày 19 tháng 6, Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bàng đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019, tổng kết hoạt động tháng công nhân lần thứ 10, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 3 năm 2019. Trong tháng công nhân lần thứ 10, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã vận động mạnh thường quân khởi công xây tặng 2 căn nhà máy ấm công đoàn, trao tặng 215 phần quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 12.000 quyển tập cho con em đoàn viên người lao động. Tổ chức thăm hỏi 10 công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng trị giá các hoạt động hơn 240 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức sôi nổi, thu hút hơn 1.500 lượt vận động viên tham gia. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã khen thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019. Hôm nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Biên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo và công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Biên đã triển khai cho các cấp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở 16 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác hội, đoàn thể cho hơn 500 học viên. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, ngày hôm qua 18 tháng 6, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự quốc tế và trong nước. Hội nghị nhằm cập nhật cung cấp thông tin thời sự trong và ngoài nước và định hướng tư tưởng chính trị cho các thành viên Liên hiệp hội các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh trong tình hình hiện nay. Thạc sĩ Nguyễn Quang Thắng, báo cáo viên Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thông tin tình hình về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc và tác động đến Việt Nam.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Nguyễn Quang Thắng chia sẻ các vấn đề về phát ngôn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long về vấn đề Việt Nam và Campuchia tại đối thoại Shangri-La và trên trang mạng cá nhân ngày 31 tháng 5. Việt Nam đã khẳng định đó là phát biểu phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Singapore về vấn đề này. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành công văn số 803 về việc thực hiện kết luận số 49 ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện đến chi bộ đảng viên kết luận số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, thực hiện có hiệu quả các phương hướng giải pháp của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tăng cường giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến khuyến học khuyến tài. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt các văn bản của Đảng về công tác khuyến học khuyến tài, tạo điều kiện để hội khuyến học tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài. Thưa quý vị, hiện nay thì người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang thu hoạch mì vụ đông xuân năm 2019. Tuy nhiên, giá mì nguyên liệu thời điểm này được các nhà máy thu mua ở mức khá thấp. Nếu như cùng thời điểm này năm 2018, giá mì được các nhà máy thu mua dao động từ 2.700 đồng đến 2.900 đồng một ký, thì năm nay chỉ đạt từ 1.300 đồng đến 1.700 đồng một ký. Một trong những nguyên nhân dẫn đến giá mì giảm mạnh như hiện nay được cho là do mì chưa đủ chữ bột. Do ảnh hưởng mưa từ cơn bão số 9 vào cuối năm 2018, nhiều diện tích mì của nông dân sau khi đã xuống giống bị ngập úng phải cài bỏ để trồng lại, dẫn đến thời gian xuống giống bị chậm khoảng 1 tháng so với thời vụ. Hiện nay, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều diện tích mì của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, dẫn đến thối củ, người dân phải thu hoạch sớm, dù mì chưa đến tuổi thu hoạch. Sáng ngày 18 tháng 6, tại Đại đội Bộ binh 1 Tân Châu, huyện đoàn Tân Châu phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức khai mạc chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2019. Trong thời gian 5 ngày tại Đại đội Bộ binh 1 Tân Châu thuộc Ban Chỉ huy quân sự huyện, trên 40 em học sinh của một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tân Châu sẽ được trải nghiệm các nội dung như giáo dục truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, huấn luyện các nội dung cơ bản về đội ngũ, điều lệnh, chế độ quy định và các nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh, tìm hiểu về luật nghĩa vụ quân sự và luật dân quân tự vệ. Ngoài ra, các em học sinh còn được huấn luyện các kỹ năng sống như kỹ năng sắp xếp nội vụ, hoạt động và làm việc theo nhóm, kỹ năng sinh hoạt tập thể, các chuyên đề về lứa tuổi, kỹ năng sơ cấp cứu trong những tình huống khẩn cấp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục, đạo đức, lối sống. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 19 tháng 6, huyện Trảng Bàng đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2019. Tại lễ phát động, các em học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn đã sôi nổi tham gia tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, các phương pháp bơi, kỹ năng cứu đuối an toàn và sơ cấp cứu người bị đuối nước. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về phòng chống tai nạn thương tích, nhất là đuối nước trẻ em. Chiều ngày 18 tháng 6, Công an thành phố Tây Ninh tiến hành mời xử lý các đối tượng tham gia cổ vũ đua xe trái phép, gồm Phạm Văn Hiếu sinh năm 1995, Lý Bình Tuy sinh năm 1990, cùng ngụ xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Lê Minh Tân sinh năm 1999, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, Tây Ninh, Trần Văn Luân sinh năm 1999, ngụ tỉnh An Giang và Thái Văn An sinh năm 2002, ngụ ở tỉnh Trà Vinh, hiện cùng tạm trú tại xã Trung Ích, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Theo đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 6 năm 2019, qua nắm tình hình, Công an thành phố Tây Ninh phát hiện một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trên đường Điện Biên Phủ, khu vực cây xăng số 53, gần Ủy ban Nhân dân phường Ninh Thạnh để đua xe và cổ vũ đua xe. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ được 5 đối tượng tham gia cổ vũ đua xe trái phép.
Công an thành phố Tây Ninh đã lập biên bản xử lý đối với từng đối tượng và tạm giữ các phương tiện để xử lý, cũng như lập hồ sơ theo dõi, chuyển về địa phương quản lý giáo dục các đối tượng này. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay, kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Tây Ninh quyết liệt ngăn ngừa dịch tả heo châu Phi do phóng viên Hữu Tri thực hiện. Tính đến ngày 17 tháng 6 năm 2019, bệnh dịch đã xuất hiện ở 58 trên 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Tổng số heo bệnh buộc tiêu hủy là hơn 2,5 triệu con. Tây Ninh là một trong năm tỉnh chưa phát hiện bệnh dịch. Tuy nhiên, các tỉnh thành giáp ranh với tỉnh Tây Ninh là Bình Phước, Bình Dương, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh đều xuất hiện và đã công bố có dịch. Ngày 10 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành công văn số 1186 về tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tây Ninh đã triển khai hành động ứng phó khẩn cấp bệnh dịch, thành lập 8 chốt kiểm dịch động vật tạm thời và 6 đội kiểm tra liên ngành lưu động. Các chốt kiểm dịch động vật tạm thời hoạt động 24 trên 24 giờ. Các xe vận chuyển heo xuất nhập vào tỉnh được kiểm tra và tiêu độc sát trùng, đồng thời thông báo với trạm điểm đến của xe thực hiện giám sát. Tính đến nay, các chốt kiểm dịch đã kiểm soát vận chuyển và phun tiêu độc khử trùng được hơn 1.000 xe và 121.000 con heo nhập tỉnh. Thì cái nguy cơ xảy ra dịch bệnh trong thời gian tới là rất lớn. Thông qua cái hoạt động là con người, di chuyển của con người, vận chuyển và kinh doanh thịt heo và sản phẩm thịt heo. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành có liên quan nhân các ủy thành phố đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo và thực hiện các cái biện pháp quyết liệt để phòng chống dịch tả heo châu Phi. Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố coi cái nhiệm vụ phòng chống dịch tả heo châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách lúc này. Tổng đàn heo hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 177.200 con, trong đó có 95 trang trại với tổng đàn 134.100 con. Có 58 cơ sở chăn nuôi việt gáp, trong đó 30 cơ sở chăn nuôi heo. Tất cả chưa xảy ra dịch bệnh. Tây Ninh đang giám sát chặt chẽ tình hình buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Ngành nông nghiệp Tây Ninh đã đề ra mục tiêu cụ thể giảm thiểu thấp nhất nguy cơ xâm nhiễm bệnh vào địa bàn tỉnh, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, tiêu thụ thịt heo, kiểm soát phương tiện đi lại, kể cả khách du lịch qua lại từ các vùng đang có dịch bệnh. Thì tỉnh cũng đã tổ chức xong cái đợt tiêm phòng đợt 1 năm 2019 và tổ chức hai cái đợt tiêu độc sát trùng trên toàn địa bàn tỉnh. Cái công tác kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ cũng đã được tăng cường. Chi cục chăn nuôi thú y cũng đã phối hợp với các tỉnh bạn tăng cường các công phối hợp để thực hiện công tác kiểm dịch. Và các công tác kiểm soát giết mổ cũng đã được tăng cường. Tây Ninh cũng chuẩn bị nhân lực, vật tư như máy phun, quần áo phòng hộ, hóa chất tiêu độc khử trùng, thành lập đội phản ứng nhanh tại các điểm nóng. Ủy ban Nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng xử lý ổ dịch phát sinh, như chuẩn bị địa điểm chôn quỷ, máy móc tổ chức cho các quán ăn trên địa bàn ký cam kết không sử dụng thức ăn thừa để nuôi heo, tăng cường quản lý lĩnh vực chăn nuôi, thực hiện tiêu độc tại các khu chợ, điểm buôn bán giết mổ heo, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi đàn heo nuôi, cùng tham gia ngăn ngừa dịch bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng còn lại của chương trình thời sự tối nay, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay. Tình hình tai nạn giao thông không xảy ra, công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã thực hiện 226 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản 191 trường hợp vi phạm, trong đó có 145 mô tô, 46 ô tô, tạm giữ 80 xe mô tô, 1 xe ô tô, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 193 trường hợp, 11 trường hợp quá nồng độ cồn, 2 trường hợp quá tải, tước giấy phép lái xe 1 trường hợp xe ô tô, 27 trường hợp xe mô tô, phạt cảnh cáo 4 trường hợp. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm liên quan đến nồng độ cồn 50 trường hợp, chưa đủ tuổi 17 trường hợp, chạy quá tốc độ 31 trường hợp, lỗi đi ngược chiều 12 trường hợp. Tình hình tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra.
Cảnh sát giao thông đường thủy đã thực hiện 6 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản vi phạm 2 trường hợp vượt quá dấu mớ nước an toàn phương tiện, nhắc nhở 2 trường hợp. Nội dung tuyên truyền theo quy định tại điều 11 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về chấp hành báo hiệu đường bộ. 1. Người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ. 2. Khi có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 3. Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có biển báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu tạm thời. 4. Tại nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường. Những nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, nếu thấy người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường thì phải giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.